trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Dạ, cảm ơn quý thính giả đã trở lại trong phần 3 của chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này. Bên cạnh tôi là tiến sĩ Đương Xuân Quân, một nhà kinh tế, có dược sĩ Phạm Khắc Khiêm và anh Võ Nguyễn Duy Khôi, là một người hoạt động trẻ trong cộng đồng. Đề tài của chúng tôi ngày hôm nay là cuộc bầu cử sơ bộ trong thứ ba vừa rồi và những cái ảnh hưởng lâu dài của nó đối với cộng đồng Việt Nam cũng như là đối với cái vùng RSKT này. Thì như lúc nãy tôi có hỏi Khôi, cái câu hỏi đầu tiên sau khi coi kết quả của ngày thứ ba vừa rồi, thì câu hỏi đầu tiên mà mọi người trong cộng đồng Việt Nam mình đang hỏi và chính những nhà báo Mỹ cũng đã đặt ra vấn đề là hai ứng cử viên Việt Nam mình sau cái cuộc bầu cử sơ bộ này bây giờ có thể nào mà ngồi lại với nhau để ủng hộ lẫn nhau. Dạ vâng, thưa anh Bình, mình đang sống ở trên xứ sở Hoa Kỳ nói riêng cũng như tất cả các nước dân chủ nói chung. Xứ sở Hoa Kỳ rất là hay trong cái bầu cử tổng thống của họ, và nói chung là khi mà các đảng phái hiện giờ chúng ta thấy đang xảy ra, khi mà Donald Trump lúc đầu ông ta tranh cử rất nhiều người phản đối, nhưng bây giờ đến cái giai đoạn ông ta đại diện cho đảng, mặc dù ông ta có những cái tuyên bố không được hay cho lắm, thì ông Ryan, cái người đứng đầu cái party đó, cũng dẹp bỏ bớt một phần nào đó và kêu gọi mọi người thôi, ông ta đang đại diện cho đảng thì ủng hộ ổng, và nhưng mà đồng thời cũng nói thẳng với Donald Trump, nói hoặc là nói nhỏ trong một cái cuộc họp kín với Donald Trump là ông làm như thế nào đó, tại vì bây giờ ông đang là đại diện cho đảng, có một cái sự thỏa hiệp giữa hai bên. Thì chúng ta phải học được một cái bài học đó, chúng ta đang sống ở trên xứ sở Hoa Kỳ, chúng ta phải học được cái bài học đó là đại diện cho một cái party, một cái đảng hay là đại diện cho cộng đồng, thì bây giờ chúng ta chung một đấu trường, chúng ta nằm chung một side, nằm chung một phía trên cái đấu trường đó, thì chúng ta có nên thỏa hiệp giống như cái bài học trước mắt. Không thỏa hiệp là chúng ta tự hại mình, chứ không có hại ai khác, mà chúng ta tự làm hại mình. Chú Khiêm nghĩ là hai người có thể ngồi lại với nhau được không? Và nếu mà ngồi lại thì cái yếu tố nào mà có thể đem hại? Tôi thì bây giờ đặt trường hợp tôi mà để hỏi xem cái tâm của mỗi người đó thì cũng khó. Khó lắm, bởi vì tôi không phải là những người đó. Thành ra cái sự thỏa hiệp được với nhau, nói chuyện được với nhau là tùy theo cái thái độ của những cái người đó với nhau. Nhưng mà tôi nghĩ rằng khi mà mình sống ở trong xã hội Mỹ đó, thì mình phải nhìn là có thể mình tranh luận với nhau về một vấn đề nào đó rất là gay gắt, nhưng mà sau cuộc tranh luận rồi đó thì mình vẫn có là bạn với nhau. Đó là cái thái độ tốt nhất của cái cuộc sống của mình. Chứ nếu bây giờ mình khi mình tranh luận với nhau, mình cãi nhau, mình giận nhau, để cái giận trong lòng mình thì nó không tốt thế nào cả. Nó trở thành bệnh, là tâm bệnh. Cho nên cái tốt nhất là làm sao mình coi như tất cả mọi cái chuyện mà lỡ mà mình có nói những cái mà có vẻ như là nó quá không tích cực mà nó làm động chạm tự ái, thì mình nên hòa hoãn với nhau. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình không phải sống với mình không thôi. Mình không phải sống với lại cái người mà mình đối thủ mình, mà quần chúng bên ngoài đó. Những người bên ngoài đó, người ta là khán giả, người ta nhìn vô, người ta đánh giá chính mình. Và người ta có thể vì cái đánh giá đó, người ta có cái thiện cảm để mà có lợi cho mình trong tương lai hay không là nằm ở điều đó. Cho nên tôi nghĩ rằng cái việc mà hòa giải với nhau nó dễ dàng lắm. Bởi vì cái điều quan trọng đầu tiên ấy là cái người mà chẳng hạn như người thắng ấy, không gáy, và người thua đó cũng không cảm thấy rằng mình bị mất mặt, và mình phải nhìn thấy là tại sao mình thua như thế nào và bị làm thế nào để trong tương lai mình rút cái kinh nghiệm này cho những cái kỳ khác nữa. Bởi vì trong cuộc đời này không phải chỉ có một lần này mình cạnh tranh với nhau, có thể những lần khác mình cạnh tranh trong một đấu trường khác hoặc là về vấn đề khác, về buôn bán, về thương mại nữa kia, mình phải rút tỉa ra tại sao mình thua, tại sao mình không đạt được. Cho nên hàng ngày tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất là tất cả mọi người chúng ta, chứ không phải là cái người nằm trong cuộc đó, tất cả mọi người chúng ta sau một ngày làm việc quần quật đấy,
mình nằm lại ban đêm, mình bắt tay trên trán, mình nghĩ rằng mình đã có cái gì tốt và cái gì xấu, cái gì tốt thì mình triển khai và cái gì xấu đó mình đã khắc phục đi, thì lúc đó đó cái cuộc sống mình nó mới tốt đẹp. Chú Quân nghĩ là sau một cái cuộc vận động tranh cử như vậy và rồi hai bên ngồi lại với nhau đó, thì thường thường đó, cái vai trò của người thắng với người thua thì người nào quan trọng? Tôi thấy là cái đầu tiên đó thì chúng ta cũng như là Khôi, anh Khiêm thì nói ở cái thực tế mình làm việc ở Hoa Kỳ nó cho mình thấy cái đó, nhưng mà mình là người Việt Nam mình có cái bài học của Khổng Tử đó. Khổng Tử nói là bây giờ mình là cái người mình thắng, mình không phải người thắng không phải là người kêu. Thành ra tôi thấy là cái người thắng nên reach out, nghĩa là nên nói chuyện với cái người thua để cho hai bên làm cho cộng đồng Việt Nam, làm cái gì cho cộng đồng Việt Nam, mang cái phiếu lợi cho cộng đồng Việt Nam. Đó là cái hay nhất đó, thì tôi thấy là cái người thắng sẽ mời nói chuyện với cái người mà Việt Nam mình để mình họp lợi, tại vì hai cái, một bên là 35% cộng với 19% hả? Yeah. Thì là nó trên 51% rồi. Nếu mà hai người không có chia phiếu đó thì là người Việt Nam chắc 100% là có người đại diện rồi. Vì quá nhiều người ra tranh cử, do đó là cái bà Mễ là bà Hernandez thì Martinez thì bãi được cái số cao. Thành ra tôi thấy là cái người mà thắng cuộc thì cũng giơ tay mời cái người bên kia, và cái người bên kia cũng phải gentleman một cách nghĩa là thì tiếp tay với họ để cho cộng đồng Việt Nam, chứ không phải vì cái cá nhân tôi. Nếu mà tôi để cái cá nhân tôi lên quá cao đó thì cộng đồng Việt Nam sẽ thua, thì nó rõ ràng là, và ai cũng thấy trong cái cộng đồng này, thấy là những cái người nào mà không làm cái chuyện đó mà để cộng đồng Việt Nam thua đó thì lần sau là chỉ mặt mấy cái người đó, là không có giúp cộng đồng Việt Nam, lo là cá nhân. Thành ra không bao giờ bầu cho những người đó nữa, tại vì cái đó có quyền lợi cho cộng đồng Việt Nam. Khi mà ở ra cái chức này thì nghĩa là cộng đồng Việt Nam sẽ được một phần nào ở cái chỗ đó, thì đây là cái bài học rất là lớn. Thì tôi cũng kêu gọi là cái người nghĩa là thắng thì đừng có kêu, và cái người mà thua thì cũng đừng có cảm thấy là mình bị là mình thua. Cái này là đấu trường mà chính trị mà, thì đâu có người nào mà có nghĩa là cái độc quyền về cái sự hiểu biết đâu. Thành ra mình rút cái bài học, mà tôi cũng mong là sau cái vụ bầu cử này là sơ bộ này đó, thì mình thấy là không có còn chửi bới nhau nữa, không có còn, tôi thấy tôi xấu hổ quá đi, nhưng mà bơi ra nghĩa là toàn là mình đưa lưng cho người ta coi thôi, người ta đánh thôi. Thì tôi thấy là cái này, thì tôi cũng mong là làm sao cộng đồng Việt Nam ngồi lại chung với nhau để có thể vào tháng 11 này chúng ta thắng. Cho thắng này đâu có phải là cho một ông XYZ, mà thắng cái này là cái ông này thì ông đại diện cộng đồng Việt Nam. Và trong một cái môi trường mà người Mỹ nhiều hơn Việt Nam, thì kỳ tháng 11 này chúng ta phải đi bầu nhiều hơn nữa. Chúng ta phải đi bầu nhiều hơn nữa thì may ra, và mọi người bầu cho một người đó thì may ra thì chúng ta mới giữ được cái ghế đó. Còn không đó thì là thua. Mà nếu mà thua đó mà có chia rẽ trong cộng đồng đó, thì cộng đồng Việt Nam sẽ đứng ra nhìn ra chỉ mặt từng người, mấy ông này là không có đàng hoàng, mấy ông này là cá nhân. Không, mình phải nói thẳng thắn như vậy. Nghĩa là mình nói là ông này là cá nhân, ông không có ra, ông muốn đại diện cộng đồng Việt Nam mà ông cứ cá nhân như vậy, thành ra ông phá đám. Thành nhưng ra mặt khác, cũng có những người quan niệm là chúng tôi ra tranh cử vì cái quan điểm này, vì chúng tôi nghĩ là cần phải có sự thay đổi, và thì đúng, họ sẽ nhất định họ giữ cái quan điểm đó. Thì đúng rồi, có quyền giữ quan điểm, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu bây giờ cái gì nó là lớn. Muốn giữ quan điểm thì quý vị giữ quan điểm, nhưng mà muốn cho cộng đồng Việt Nam thắng thì chúng ta phải làm một cái gesture, phải làm đi tới một cái chứ. Vì vậy tôi mới kêu là hai bên làm sao ngồi lại với nhau được,
giải quyết cái đó thì chúng ta mới làm chính trị được, chứ không phải là cá nhân. Đó thì mình ở xứ Mỹ mà cái bài học là Khổng Tử đó cho chúng ta rồi, rõ ràng là có cái bài học đó rồi, thì hai bên phải cố gắng thì chúng ta mới có cái hy vọng thắng cái trong tháng 11 này. Và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 4 của chương trình. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ 6 tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.